Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca cái ngã đó đây là thực tế để mà tiến tu. Thứ nhất là bởi vì ai cũng có một cái ta, nghĩa là mỗi người sống ở trên cõi đời này thì ai cũng đều có một cái ta hết, mà nó được bao bọc lại kỹ lưỡng nữa, đó, vừa có mà vừa bao bọc kỹ lưỡng nữa. Cho nên thể mở miệng ra thì cái chủ từ đầu tiên là ta đi trước, phải không? Cái chủ từ mà mình mở miệng đó, tức là tôi đi, tôi đứng, tôi ăn, tôi ngủ, tôi làm gì cũng tôi hết, không? Cái tôi là cái chủ từ đi trước, thì mới thấy là nó luôn luôn là nó có mặt với mình. Cho nên ngay từ lúc buổi đầu khi mà sanh ra đời á thì cũng cái ta này nó dẫn đầu, không? Nếu không có ta thì tức là không có sinh tử, không? Nếu không có ta này là không có sinh tử, không có bào trong đây, cho nên nó là gọi là cái vô minh mà gọi là cùng chung sanh, tức là cùng chung sanh với mình, hay mình ra đời là có mặt nó đi theo. Còn thiếu nó thì tức là mình sao? Thiếu nó là mình hết ra đời. Tức là thiếu nó là mình vào Niết Bàn, tức là không còn có ta để vào Niết Bàn. Cho nên các bậc A-la-hán là vô ngã, thì tức là chứng Niết Bàn, giải thoát sinh tử. Còn có nó thì tức là còn có ra đời. Trừ những bậc Bồ-Tát thì hiện giáo hóa chúng sanh thì khác. Cho nên gọi là cái bài kệ đó, tức là vừa mới ra đời thì khóc qua qua báo cho người biết là có mặt ta. Vừa mới mở, nghĩa là mở mắt chào đời rồi thì khóc qua qua báo cho người biết là có mặt ta trên đời này rồi, ngay từ bữa đầu là như vậy rồi. Rồi từ đó đó thì cái ta này nó mới theo suốt cuộc đời của mình, phải không? Không lúc nào vắng mặt. Nếu vắng đó thì tức là cũng mất luôn, tiêu, tức là hết cuộc đời, phải không? Cho nên theo suốt hết, cho nên nó mới tạo thành bao nhiêu cái sự buồn vui, thương ghét, hơn thua, giành giật giết hại lẫn nhau đều là từ cái ta mà ra hết, phải không? Rồi thì mới thấy nó ghê gớm vậy. Bởi vậy mà xét kỹ á, thì mới thấy là tất cả chúng ta đây á, là đều sống gọi là trong cái ta hay vì cái ta hết, có cái ta cá nhân rồi có cái ta tập thể. Cái gì biết cái ta tập thể là sao không? Ta cá nhân là cái ta riêng của mỗi người, phải không? Rồi từ cái ta cá nhân đó mới cộng cái ta tập thể, thấy không? Tập thể tức là sao? Thí dụ như là đạo tràng tôi, đó, thì có đạo tràng tôi, thì có đạo tràng của người khác, phải không? Rồi có sớm của tôi, có sớm của tôi, rồi có sớm người khác, phải không? Tức là đó là những cái ta tập thể. Trường của tôi thì có trường của người khác,
đó là những cái ta tập thể đó. Cho nên ai mà ví dụ mình học ở trường đó, ai khen ở trường đó thì mình vui, ai chê ở trường đó thì mình buồn. Phải không? Đó là chung cái ta tập thể. Đạo tràng cũng vậy. Thành ra nếu không hiểu kiểu đó thì rồi có khi đạo tràng này thì nó thành cách biệt với đạo tràng kia. Thì đó cũng từ cái ta mà ra. Nên thấy vậy đó thì mới thấy nó ghê gớm trong mấy thường. Cho nên cái chỉ câu chuyện mà bà Mặc Lợi Phu Nhân mà một hôm là cùng với vua Ba Tư Nặc mà tụng đạo đó, vua hỏi là chẳng hay trên đời này thì ai xem là thương yêu ai nhất đó, thì bà mới nói là dĩ nhiên là thương yêu bệ hạ nhất trời chứ còn gì nữa. Nhưng từ ông vua rồi bà mới hỏi lại ông vua thì còn bệ hạ thì chẳng hay bệ hạ thương yêu ai nhất trên cõi đời này, thì ông cũng đáp là yêu ai khanh nhất chứ còn gì nữa. Không, nhưng mà rồi bà Mặc Lợi Phu Nhân đó, bà mới nói thêm nhưng mà tâu bệ hạ, nếu bệ hạ cho phép á thì thần thiếp sẽ nói khác đi một chút. Thì lúc đó ông mới ngạc nhiên. Không, nhưng mà rồi ông nói được ai khanh cứ nói. Không, thì bà mới nói là muốn tâu bệ, thực ra thì trên cõi đời này á thì thần thiếp chỉ có riêng yêu thương thần thiếp là nhất thôi. Đó. Thì ông nghe chưa hiểu, ông cũng nghĩa là còn ngạc nhiên lắm, sao nghe lạ đời, cái tức là ở trên thế gian này chưa từng nghe nói kiểu đó, phải không? Ở thế gian là chưa từng nghe kiểu đó, nên là mình thương yêu mình nhất. Đó. Thì ông mới hỏi lại vậy là sao, thì A Canh hãy nói kỹ cho chẳng nghe xem. Thì bà mới thưa là muôn tâu hạ, chỉ vì thần thiếp thương yêu mình cho nên là muốn cho bệ hạ ban bố cho cái thân này nó được hạnh phúc, được an vui, vì muốn cho thân mình có được hạnh phúc an vui như vậy cho nên thần thiếp phải thương yêu bệ hạ. Thì có như vậy thì bệ hạ mới thương yêu lại, rồi mới ban bố cho tình thương, không? Rồi thì thần thiếp mới được hạnh phúc, mới được an vui, vì như vậy thì vì yêu thương mình cho nên thần thiếp mới yêu bệ hạ. Thì quý vị thấy lẽ thật của cuộc đời nó là như vậy đó. Không, mình mới nhìn á thì thấy nó cũng còn hay, nhưng mà xét kỹ á thì nó cũng hơi hơi cái gì hơi lạc lẽo chút, phải không? Tức là sợ dĩ mà thương yêu người khác là vì thương yêu chính mình, đó là gốc. Phải không? Mà đúng lẽ thật vậy thôi. Cho nên ngừng một chút á thì bà mới nói tiếp, cũng như bệ hạ thì bệ hạ cũng thương yêu riêng có bệ hạ thôi. Để hiểu rõ thêm cái vấn đề này á thì bây giờ giả sử như thần thiếp đây bây giờ lại đi yêu thương một người khác nữa thì bệ hạ sẽ nghĩ sao? Thì ông vua mới hơi lúng túng. Thì bà nói thêm, thì vậy có phải là bệ hạ sẽ chém đầu thần thiếp hay không? Thì ông nói phải rồi. Thì như vậy tức là rõ ràng, không? Rõ ràng sẽ dĩ mà yêu thương người khác là để cho người khác để yêu thương mình thôi. Còn nếu mà ngược lại cái thì mình hết yêu thương, phải không? Thì rõ ràng là mình yêu thương cách chỉ chính vì là mình yêu thương mình. Rõ ràng cái đa thật nó là như vậy. Còn nếu quả thật mà yêu thương người mà với cái tấm lòng mà như Đức Phật gọi là từ bi chân thật đó, thì dù người khác mà có khác đi mình vẫn yêu thương, đó mới tình thương chân thật, phải không? Đó tình thương gọi là không có điều kiện mà. Còn này là có điều kiện, tôi yêu thương anh có yêu thương là tôi. Đó là có điều kiện, cho nên đó là vì cái ngã, rõ ràng là như vậy. Cho nên cái tình yêu thương đó nó gọi là nó có nghiêng lệch, chưa phải là thật trong sáng. Nói tại nhà Phật là chưa phải thật là từ bi. Mà đó là ái, gọi là ái kiến đó. Thì đến đây thì nhà vua hiểu rõ được cái lẽ thật của sự việc yêu thương gọi là thông thường trên cõi đời đó. Thì vua mới gật đầu nói phải, thì chính vậy. Thì ái canh nói cũng rất là đúng lý, trẫm cũng chỉ yêu thương mình trẫm thôi, nghĩa là ta chỉ có yêu thương chính ta thôi. Sau đó thì vua mới cùng với bà hoàng hậu đến gặp Đức Phật và thuật lại cái việc mà bàn luận đó, rồi xin Phật xác minh. Không, thì Phật
cũng nhận lời của bà Mặc Lợi Phu Nhân đó là nó ý nghĩa là nó nói đúng như vậy nha. Đó, tức là trên cõi đời thường thường thế gian đó là yêu thương người khác nhưng mà chính là yêu thương mình, cho nên chỉ yêu thương mình đó là hơn hết. Cho nên Phật mới nói bài kệ là tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tức là đi khắp cả mọi phương trời này, trên thế giới này, tìm cũng không ra ai khác là cái người thân mình hơn là tự ngã. Tức là tự ngã là người thân mình nhất. Rồi tự ngã đối mọi người quá thân thiết như vậy, vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Thì ở đây Phật mới dạy thêm như vậy, thì mọi người ai cũng là yêu thương cái tự ngã của mình, thì người khác cũng yêu thương tự ngã của mình, vậy thì mình yêu thương tự ngã của mình thì mình cũng chớ hại tự ngã của người khác. Đó là tôn trọng lẫn nhau, biết tôn trọng lẫn nhau thì cuộc sống sẽ bớt khổ, phải không, sẽ bớt gây đau khổ cho nhau. Đây là Phật dạy trên cái tinh thần tương đối, tương đối để mà sống với nhau, chứ chưa phải là tuyệt đối. Nói như vậy không phải là Phật bảo mọi người là mình phải yêu thương tự ngã. Tức là phải thấy có ngã, nhưng mà đây là vì trên cái tinh thần tương đối là mọi người còn sống ở trong cái vòng mê, cái vòng tương đối với nhau, thì người khác cũng yêu thương chính mình tự ngã, mình cũng yêu thương tự ngã của mình, thì mình biết người khác cũng yêu thương tự ngã của họ, do đó thì mình phải biết tôn trọng lẫn nhau thì cuộc sống nó sẽ bớt gây đau khổ cho nhau, nó sẽ an vui hơn. Đó là trên tinh thần tương đối. Còn nếu mà tiến sâu trên đạo thì Phật dạy là phải quên tự ngã, chứ không phải là giữ tự ngã, yêu tự ngã. Nhưng mà đây là gì, còn trên tinh thần tương đối. Vậy thì để cho thấy rằng cái lẽ thật của mỗi người ở trên thế gian này á, thì ai cũng là yêu quý chính cái tự ngã của mình là hơn hết. Coi như đó là cái thân thiết nhất trên cõi đời này, phải không? Và nhiều khi mình nói người này kia thân thiết nhất, nhưng mà chính tự ngã là cái thân thiết nhất trên cõi đời này, trừ bậc thánh giác ngộ vô ngã, phải không? Bởi vậy cho nên khi ai mình đụng tới cái gì khác á, thì mình có thể bỏ qua hết, phải không? Nhưng mà đụng tới cái ta là khó bỏ qua. Phải không? Rõ ràng vậy. Đụng tới những gì khác thì có thể nhẫn, có thể bỏ qua được hết, nhưng mà tới đụng tới cái ta là khó bỏ qua. Cho nên gọi là theo suốt cuộc đời đó, theo sát bên người, tạo thành cuộc sống giận ghét buồn vui, không? Đó. Cho đến đi khắp thế gian tột cõi 3000 không đâu chẳng thấy bóng ta lang thang. Không? Nghĩa là khắp tìm trong, nghĩa là tam thiên đại thiên thế giới thì chỗ nào là cũng có bóng cái ta này hết. Nếu thiếu nó thì tức là không có sanh. Cho nên còn có sanh trong ba cõi này, trong tam giới này, hay là trong đại thiên thế giới này, thì đều có bóng dáng của cái ta đi theo hết. Rồi mình mới thấy, không? Nó thân thiết là như vậy. Cho nên nói chính xác hay không, thì chúng ta sống ở đây là đều sống theo cái ta chúng gì hết, cho nên mất nó coi như là mất cuộc sống. Sống mà không là mất nó, tức là thấy là mất cuộc sống rồi. Bởi vậy mà mỗi người học đạo thì hãy khéo quán kỹ lại cái chỗ này, để mình thấy rõ cái chỗ mê lầm xưa nay của mình đó, không? Mà có cái nhìn nó sáng suốt hơn, nhìn này gọi là chín chắn hơn, tức là cái nhìn theo bậc trí. Bây giờ mình học đạo là tập nhìn theo bậc trí, chứ không phải nhìn theo thế gian. Tức là bậc trí đây là bậc trí theo Phật dạy ở trong đạo, chứ không phải theo bậc trí ở thế gian. Bậc trí ở thế gian á, thì nhiều khi tuy gọi là trí, nhưng mà cũng vẫn là mê lầm cái này như ai. Cho nên đó thì đối với Phật thì chưa phải là bậc trí. Mà bậc trí đối với Phật dạy, đối với trong đạo đó, là phải nhìn thấu được cái lẽ thật mê lầm này đó.
để mình có nhìn đúng đắn trở lại. À, cho nên cái điểm mà muốn nhắc ở đây là phải đề phòng cái ta sanh. Biết nó vậy rồi phải khéo cho đề phòng, nghĩa là thấy rõ cái ta nó quả là thân thiết với mình như vậy đó, không? Nhưng mà đối với cái lẽ đạo thì nó là một cái cội nguồn để tạo thành tội lỗi khổ đau, chứ không phải là cái đáng quý, không? Đó. Nghĩa là theo cái nhìn của bình thường thế gian á, thì nó là cái rất thân thiết, không? Thân thiết với mình nhất vậy đó. Nhưng mà xét sâu về đạo lý á, thì nó chính là cội nguồn để tạo thành tội lỗi, tạo thành khổ đau, chứ không phải là cái đáng quý. Đó. Nó là cái ngược đời như vậy đó. Nó thân thiết như vậy mà nó lại không phải là cái đáng quý. Đó, thấy không? Cho nên Phật ngài thường vỡ trách cái ta này, không? Để cho chúng sanh bớt mê lầm. Tức là bớt mê lầm chấp vào đó để mà gây tạo thành những cái tội lỗi, những cái đau khổ cho mình, cho người. Không? Bởi vậy mà khi Phật chuyển pháp luân á, thì bài pháp đầu tiên Phật nói là bài pháp tứ đế, không? Nhưng mà bài pháp kế bài pháp tứ đế đó là bài pháp về nói về vô ngã tướng. Thì quý vị thấy là cái tầm quan trọng như thế nào, không? Đầu tiên là nói về tứ đế để chỉ rõ bốn cái lẽ thật của gọi là thế gian và xuất thế gian cho mọi người hiểu rõ, không? Kế đó là nói về vô ngã tướng, tức là phá ngay cái chấp về cái ta này để trừ cái lòng chấp đó, không? Thì nghĩa là đó cũng là cái gọi là cái căn bản của đạo Phật. Nghĩa là học đạo Phật thì làm gì làm là cũng phải lấy cái tinh thần vô ngã đó làm cái hướng đi của mình, để cho mình đi thì nó không có gọi là sai lạc. Mà càng đi đúng đường gì đó thì mình càng học Phật thì sẽ càng bớt khổ, bớt phiền não, là cái bảo đảm, là cái chắc chắn, phải không? Tức là nhà bớt chấp vào nó thì tức là bớt khổ chứ gì nữa, phải không? Là đã bớt phiền não, đó là lẽ thật, không? Nhưng mà lẽ thật vậy thì nhưng mà tại sao thì chúng ta lại cứ mê nó quá vậy, phải không? Đó. Ôi giữa tại sao mê nó quá không? Tại vì vô minh thôi chứ có gì đâu. Lẽ thật đó là như vậy, nhưng mà vô minh cho nên là mê nó thôi, tức là không thấy được lẽ thật. Nghĩa là thấy theo cái chiều điên đảo, không? Mà Phật dạy gọi là nhận giả làm thật, không? Tức là cái giả làm cái thật, đó là vô minh đó, không? Chính vậy mà mê nó thôi. Cho nên nếu mà xét kỹ, không? Thì chúng ta mà hiện sống đây á, là quý vị biết là mình đang sống trong cái gì? Là sống trong cái giả, tức là cái điên đảo, phải không? Toàn là sống trong cái giả với nhau thôi, phải không? Chứ có gì đâu. Đó. Bởi vì cái gốc nó là giả rồi, thì mọi cái mà từ đó mà đưa ra thì giả theo gì nữa. Thí dụ bây giờ nói rõ ràng nè, cái người mà làm dằn giả, lấy cái dằn giả mà làm ra, thì làm ra những cái đó thì sao cũng đều là dằn giả hết, phải không? Nghĩa là cái căn bản nó là dằn giả rồi, không? Thì dù cho làm cái việc đẹp cách mấy đi nữa thì cũng là giả, phải không? Cố mạ cho nó dằn đẹp gì nữa, mạ cách mấy đi nữa thì nó cũng là dằn giả, phải không? Đó. Thì cái này cũng vậy, mình đã sống trong, từ cái chỗ mà vô minh sai lầm rồi, là nhận giả làm thật rồi, thì rồi mọi cái tiếp theo sau đó thì cũng đều là giả, tức là sống với nhau trong cái giả hết, phải không? Đó. Cả cuộc sống với nhau đều là giả với nhau hết. Đó. Nhưng mà là tưởng thật, cho nên đó là cái chỗ khổ là chỗ đó, phải không? Cho nên nếu mà biết vậy đó thì mình sẽ gọi là bớt làm đau khổ với nhau rất nhiều.
biết rằng tôi mọi người đều sống trong cái giả nhau hết rồi, thì tôi còn còn giả chứ nữa, phải không? Đó. Thì vậy sẽ bớt nha, bớt rồi làm khổ với nhau thì cuộc đời sẽ an vui thêm. À, còn không á thì đó là sống trong cái giả, à, sống trong cái tiên đạo với nhau thôi, chứ không phải là sáng suốt gì hết, thì đâu có gì để mà tự hào, phải không? À, là quý vị thấy nha, nếu mà không nhờ có học Phật pháp á thì quý vị nghĩ coi bao giờ mình nghe được những điều này. Ở thế gian thì dạy mình dạy cái gì? Thế gian không bao giờ dạy tới cái điều này, mà dạy mình càng sao? Càng tô điểm cho nó giả thêm nữa. Nó đã giả rồi nhưng mà càng dạy cho tô điểm nó giả thêm nữa. Để chi? Để phải lắp bớt cho không thấy cái giả. Phải không? Đó. Thì biết đấy, tức là càng trồng thêm những cái lớp mê thế. Thế gian mình dạy cho thôi. À, cho nên hiểu được cái đó rồi thì mới thấy là chúng ta là cũng có gọi là có phước lớn, đạo tu phước lớn, được nghe là học Phật và được nghe được những cái lời gọi là những cái lời chân lý, những cái lẽ thật để mình biết được, để rồi mình mở cái lối ra, chứ không để trồng thêm giả nữa. Đó. Bởi vì đó, quý vị thấy đó là một cái lẽ thật rõ ràng, sờ sờ trước mắt vậy thôi, không? Đừng có ai nhận ra, phải không? Chứ đâu có giấu giếm gì đâu. Cứ nhận cái thân này nó là ta, không? Nó là mình, không? Rồi từ đó mà tạo tội lỗi, tạo khổ đau với nhau thôi. Nhưng mà sự thật thân này thì xét kỹ, không? Thì như là lúc mình mới thọ thai thì nó ở đâu đó, mình xét kỹ thì mình thấy rõ thôi, không? Tức là ban đầu nó chưa có, thì cái ban đầu chưa có thì sau này mới có, thì sao bảo là ta được rồi, vì kiểm về, không? Tức là ban đầu chưa có, sau này mới có mà gọi là ta. Đó. Thì vậy cái ta này là lúc đầu nó ở đâu? À, nếu là mình thì phải có từ đầu tới cuối, phải không? Mới là mình được, nó lẽ thật như vậy thôi. Nà, còn cái này là ban đầu chưa có, sau này mới có, rồi có rồi cũng thành công. Đó. Là tức là chỉ có phần giữa này tạm thôi, à, tức là hai đầu đều không, chỉ có giữa là có thôi. Đó bây giờ kiểu này phải không? Nó hai đầu đều không hết, chỉ phần giữa là có thôi. Đó, thì vậy làm sao gọi là mình thật được? Nó lẽ thật sơ sơ hết. Cái thứ hai nữa, ngay cái lúc mà khoảng giữa có đây á thì nó cũng không phải hẳn vậy nữa, tức không phải hẳn vậy hoài nữa, phải không? Tức là mới sinh ra thì nó có mấy ký à, không? Rồi lớn lên thì được mấy chục ký, rồi già thì sao? Nó sụt lại mấy ký, phải không? Đó, thì tức là nó cũng không phải hẳn vậy hoài nữa. À, thì vậy thì gọi là cái gì mà gọi là ta được trong đó. À, cho nên đó là cái lẽ thật sờ sờ trước mắt thôi, không có dấu vết gì hết. Vậy thì bây giờ đặt câu hỏi mà cho chắc chắn lại á, không? Để trả lời xem coi á, thì cái không phải thật là ta mà nhận càng nhận bướng là ta thì vậy là sao? Đó. Đây đúng là nhận càng nhận bướng á, phải không? Thí dụ quý vị nhà có đám tiệc rồi đó, không? Thiếu bàn thiếu ghế, qua nhà chỗ bên cạnh mượn bộ bàn ghế về, thì mới mượn bộ bàn ghế của ta gì đó nói bàn được của tôi, chịu được không? Thì quý vị chịu nói không? Nếu mà cái người hàng xóm mà nghe vậy chịu nói không? Đó. À, thì cái này cũng vậy, là cái không phải là ta mà đây nhận càng những muốn là ta. À, thì quý vị nghĩ sao? À, thì vậy là có cái gì mà gọi là để cho mình tự hài lòng? À, vậy thì quý vị biết là kết quả sẽ thế nào? À, tức là sẽ đưa đến đau khổ thôi, phải không? À, cho nên đây bây giờ mình học đạo á là phải can đảm để mà nói đúng lẽ thật của nó,
chứ có phải lắm. Phải không? Nói như thế nào phải nói đúng như thế đó, sẵn sàng nghĩa là mình nhìn nhận lẽ thật, thì rồi mình mới gọi là mới hóa giải được, mới chuyển hóa được. Cho nên đối với người hiểu đạo á, là khéo để quán kỹ lại, rồi mình gọi là đề phòng cái ta sanh. Đó. Tức là đề phòng cái ta sanh là để đề phòng đau khổ. Nghĩa là tất cả nên nhớ kỹ cái điều này, là ở đâu có sanh cái ta là ở đó có đau khổ đi theo. Nhớ kỹ điều đó. Nghĩa là ở đâu có cái ta sanh ra sanh là ở đó có đau khổ đi theo. Hãy sanh cái ta mà khóc qua qua thì mình sẽ biết sao. Hãy có sanh cái ta khóc qua qua thì sẽ có cái ta già, cái ta bệnh, cái ta chết ở đó. Phải không? Là chắc chắn là không tránh đâu khỏi hết. Rồi có cái sanh, có sanh cái ta là con, cái ta là cha, cái ta là mẹ, cái ta là thầy, cái ta là cử nhân, là tiến sĩ vân vân. Hãy có sanh cái ta nào đó thì cũng sẽ có cái ta khổ đau đi theo đó, không tránh khỏi. Nghĩa là sanh cái ta là con thì sẽ có bao nhiêu cái việc của người con nó cột vào cái ta đó. Phải không? Đó. Con tức là con đối với cha mẹ thì phải có bao nhiêu việc đó. Thì nếu mà thí dụ như mình nghe hàng xóm mà có người nào đó bị tai nạn thì mình thấy có khổ không? Nhưng mà nếu nghe cha mẹ bị tai nạn thì sao? Khổ liền. Đó, bây giờ có cái ta là con đây. Thì cái ta là con người đối với cha mẹ, thì nó cột rồi đó. Rồi sanh cái ta là cha, là mẹ thì cũng như vậy. Thì tức là bao nhiêu cái việc của cha, của mẹ nó cũng cột vào cái ta đó. Thí dụ là vậy là phải là cha là mẹ thì phải lo cho con, lo nó bệnh, rồi lo nó phải chia ly, lo nó không nghe lời, nó bất hiếu, phải không? Nói nó không nghe, thì khổ, khổ đéo, phải không? Bao nhiêu thứ. Rồi hoặc là con mình mà bị người ta khinh khí thì sao? Thì cũng khổ, tức là bao nhiêu cái khổ nó cũng theo đó. Đó là nói thông thường thôi đó. Còn bây giờ đi học đạo thì cũng vậy thôi. Tức là nếu mà sanh cái ta tu hành, cái ta học đạo, cái ta nghe pháp thì cũng sẽ có những cái khổ tương ứng nó đi theo đó luôn. Chứ đừng có nghĩ rằng mình học đạo là tốt. Sanh cái ta đi học đạo nè, cái ta nghe pháp, cái ta tu hành, thấy không? Thì cũng sẽ có những cái khổ đi theo đó luôn. Quý vị có thấy không? Thí dụ sanh cái ta học đạo không? Mà bị người khác ngăn cản thì sao? Khổ liền. Không? Là tôi muốn theo đạo mà nó không cho đi. Phải không? Đó là khổ nghe thôi. Rồi tôi đi học đạo là đi học cái điều hay điều phải mà lại bị chế bai thì sao? Cũng khổ. Rồi vì thấy không? Hãy có cái ta sanh cái ta cũng là khổ liền đó. Rồi sanh cái ta đi nghe pháp, thấy không? Mà bị người khác quấy đầy thì sao? Thì cũng khổ nữa. Đó thì quý vị thấy không? Gọi là hãy sanh cái ta theo đó sẽ ra thì có khổ trong đó liền. Đó thì quý vị mới thấy thật là như vậy, thấy không? Nói rộng ra, thí dụ như cái bàn, thấy không? Cái ghế hay là cây viết bình thường thôi thì nó không sao, phải không? Cái bàn này thì bình thường để nó làm sao, còn cây viết, cái ghế để bình thường nó thì không sao. Nhưng mà vừa có sanh cái ta nơi cái bàn cây viết đó thì sao? Thì rồi cũng có khổ theo luôn. Phải không? Tức là cái bàn này hoặc là cây viết đó, cây viết của ta mà bị mất đi thì sao? Hoặc ai lấy đi thì sao? Thì khổ liền thôi. Gì thấy không? Đó, rõ ràng như thế. Hoặc là cây viết của mình, đó là cây viết của mình mà ai chê thì sao? Thì khổ liền.
cất cái nhà, nhà ta mới cất mà ai đó lại chê liền, khổ liền. Phải không? Đó, cho nên hãy sanh cái ta là có khổ liền rồi đó. Nào quý vị thấy nào, đó, lẽ thật nó là như vậy thôi. Phải không? Cho nên quán kỹ gì đó thì mới thấy cái nguy hiểm của cái ta nó sanh, do đó phải biết đề phòng. Cho nên kinh Pháp Cú đó Phật có dạy câu là: nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy thì hận thù không thể nguôi. Đó là tức là sanh cái tôi trong đó, không hệ thấy là nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, nó cướp tôi, nó nghĩa là nó ăn hiếp tôi, không gì là cũng là có tôi trong đó, thì ôm cái hiềm hận đó thì hận thù không thể nguôi, tức là sẽ đau khổ. Nghĩa là cứ sanh cái tôi trong đó rồi ôm giữ những cái hiềm hận, không những cái gọi là phiền não ở trong đó, thì là tự chuốc lấy cái khổ đau và lâu dài khó cứu, chứ không phải thường. Đó là tự mình làm khổ mình, không chứ không có ai làm khổ mình, không là nghĩa là sanh cái tôi bị mắng, rồi sanh cái tôi bị đánh, sanh cái tôi bị người thắng hơn, thì tức là liền đó là có khổ chứ gì, phải không? Đó nghĩa là khổ vì nghĩa là cái tôi ở trong đó, sanh trong đó. Đó cho nên hiểu vậy đó thì mới thấy không những cái lẽ thật, rồi mình biết để mà khéo đề phòng cái tôi sanh, không là thì bớt vậy đó thì mình sẽ bớt khổ. Điều này thì chắc là thế gian không ai dám nói đến, không chỉ có trong đạo mới dám nói thôi, phải không? Thế gian mà nói tới đó là chắc không ai chịu nổi, phải không? Chỉ có trong đạo thì gọi là Phật ngài thấy lẽ thật, rồi ngài mới chỉ lẽ thật, ngài nói rõ lẽ thật ra để cho chúng sanh biết hiểu, để rồi mình nhận rõ, để rồi mình mới gọi là giải tỏa, mình chuyển hóa, không? Thì chính đó là chuyển hóa khổ đau, thì đó gọi là Phật cứu khổ chúng sinh đó. Đó là Phật cứu khổ một cách chân thật đó, chứ không phải là cứu khổ cho mình cái này, cho mình cái kia. Đó là chỉ tạm thời thôi, tức là đó là cũng làm sao, là cũng vuốt cái ta thôi, phải không? Cho nó cái này, cho nó kia, tài vuốt cho nó tạm bớt khổ trong thời điểm mà nó quá cao điểm thôi, không? Đó là tạm thôi, thấy không? Chứ còn chưa phải là thật là cứu khổ chân thật. Đây mới là cứu khổ chân thật mà, đó. Hiểu vậy để mình mới thật hiểu là giải tỏa, gọi là giải tỏa tận gốc cái khổ đó, phải không? Còn kia là chỉ cái ngọn thôi. Thí dụ bây giờ cái cây mà cứ là chặt cái ngọn này nó ra, ngọn này chặt ngọn này thì sao? Ra ngọn khác, chặt ngọn khác, ngọn lá ra ngọn khác thôi. Còn mà bứng ngay đó lên luôn rồi ra vậy, phải không? Đó. Thì ở đây là cũng vậy đó, phải không? Đây là Phật chỉ nhổ tận gốc thì sẽ hết khổ. Cho nên ở trong đạo đó Phật mới xét chỉ cho kỹ, xét cho tột á, dù cho người mà sanh lên tới cõi trời gọi là phi tưởng, thấy không, tức là sống hàng triệu triệu năm nhưng mà cũng vẫn chưa thật giải thoát được hết khổ, là cũng bị còn có sanh cái ta được đó, tức là sanh tới cõi trời phi tưởng á, thấy không? Còn những cõi trời thấp thấp dưới thì khỏi nói rồi. Cho nên ngày xưa thì mình nếu mà chưa biết Phật pháp thì nghe những câu chuyện mà người ta thấy cái sống ở thế gian này nó khổ quá thì muốn làm sao, muốn tu, muốn là làm tiên, cho nên người ta nói là sướng như tiên, phải không? Muốn làm là tiên để cho sướng. Nhưng mà với Phật dạy tiên cũng khổ như thường, không sướng gì hết, không? Dù tiên cũng khổ à, đó, thấy không? Đó. Cho nên ở trong kinh quá khứ hiện tại nhân quả đó,
khi mà Thái tử Tất Đạt Đa ngài đi xuất gia tìm đạo đó, đến gặp ông Quốc Đầu Lâm Phất, đã ông mà tu chứng được cái thiền phi phi tưởng xứ đó, thấy không? Thì Phật, tức là ngài Thái tử đó, hỏi đạo ông, thì ông cũng chỉ nói rõ là cái chỗ tu chứng ông là đến cái thiền phi phi tưởng xứ vậy đó, đó là chỗ rốt ráo giải thoát. Thì Phật mới, lúc đó là Thái tử đó mới hỏi lại, vậy thì cái môn định phi phi tưởng của tiên trưởng nói đó là còn có ta hay là không có ta, không? Nếu không có ta thì chẳng thể gọi là phi phi tưởng, không? Tức là phi tưởng là chẳng phải tưởng, mà phi phi tưởng là chẳng phải có tưởng, tức là có tưởng. Phi tưởng là chẳng phải tưởng, nhưng mà phi phi tức là chẳng phải có tưởng, thì tức là có tưởng, còn có tưởng, tức là còn vi tế có tưởng chứ chưa phải hết. Nào quý vị đấy mới thấy rằng Đức Phật khi mà còn là Thái tử đó, mà cái thấy của ngài cũng rất là tinh tế rồi, phải không? Nào, cho nên ngài nói như vậy tức là chẳng phải là phi phi tưởng rồi. Còn nếu như có ta thì cái ta ấy là có biết hay là không có biết? À, nếu không có biết á thì tất là đồng với gỗ đá, không có biết không biết thì đồng với là gỗ đá là vô tri rồi. Còn nếu có biết á thì tức là tâm phân duyên, không? Tức là còn có tâm phân duyên nó sanh, mà tâm đã theo duyên thì tất là có nhiễm trước, không? Tức là có ô nhiễm, và đã nhiễm trước thì đâu phải là giải thoát, vậy tức là chưa phải thật giải thoát. Thì tiên nhân nghe tới đó lặng thinh, hết trả lời, là Phật từ giả đi. Thì cái gì thấy ha, giờ để cho thấy rằng dù là tiên nhân Quốc Độ Lâm Phất đó tu chứng đến cái định mà cao siêu vậy đó, gọi là phi phi tưởng vậy, coi như là gần như là hết tưởng rồi, nhưng mà sự thật thì trong cái chỗ vi tế đó là cũng vẫn chưa thật hết, ha, tức là vẫn còn có dấu vết của cái ta trong đó. Cho nên là cũng chưa thật được giải thoát hết khổ. Cái chỗ vi tế này, bởi vậy mà hễ còn bóng dáng của cái ta tức là còn có khổ. Thì nhớ kỹ rồi đó, cho nên phải cẩn thận trên đường gọi là tu hành của mình đó, nghĩa là mình đừng có đổ thừa ai làm khổ tôi, mà nên đổ thừa cái gì? Là cái ta làm khổ mình. Phải không? Ở đời mình chỉ đổ thừa người này làm khổ mình, người kia làm khổ mình. Nhưng mà bây giờ hiểu đạo mình mới phải đổ thừa tại cái tôi nó làm khổ thôi, chứ không ai làm khổ hết được hết mình. Nếu không có ta thì ai làm khổ? Quý vị kiểm coi, không có ta thì ai làm khổ? Không có ta, mỗi người làm gì làm mà đâu có cái ta để khổ, phải không? Chính cái ta này mới làm khổ mình đây, mà mình cứ không đổ thừa nó, đổ thừa những cái khác. Phải không? Đó gọi là trốn trách nhiệm, phải không? Không dám nhận trách nhiệm. Ở đây mình học đạo thì gọi là học lẽ thật, cho nên phải thấy đúng vậy đó, không? Là trách nhiệm của mình là phải nhận trách nhiệm, rồi sao? Những cái nhiệm này thì mình mới quá giải được, chứ không có trốn tránh. Còn cái trốn tránh đổ thừa hoài thì làm sao mà hết khổ, không? Đó, tức là không giải quyết được đã thật, cái đổ thừa không à. Thí dụ như mình có ai đó mà có làm lỗi gì đó, rồi mọi người thấy rõ đó, chỉ ra mà không chịu nhận lỗi, cái đổ thừa tại này tại kia hoài, chịu gì, chịu sao? Chịu được không? Cứ đổ thừa hoài thì càng đổ thừa thì người ta lại càng bắt lỗi thêm, phải không? Thì càng khổ thêm thôi. Còn bây giờ nhận lỗi, xin lỗi, sám hối, tối không thì nhẹ nhàng đi, phải không? Thì đây cũng vậy, không? Biết nó là như vậy, nhắm ngay cái gốc đó rồi thì nhận lỗi đó rồi cái thì mình để mình biết rồi mình đề phòng, không? Đề phòng mình chịu quá đó thì nó bớt khổ. Rõ ràng đã thật là như vậy, không? Cho nên trên đường học đạo á, điểm kế đồng nhất á, học đạo á là học để giải trừ bản ngã.
nói cho nhiều ha, nhưng mà gốc là chỗ đó đó. Tức là mình học đạo ở đây á, là học Phật chứ không phải là học đạo bên ngoài, thấy không? Mà học Phật thì căn bản của Phật pháp á, là đặt trên cái tinh thần vô ngã. À, cho nên nếu mà học Phật đúng đắn á, thì càng học Phật là càng nhẹ bớt cái ta, cái tôi, tức là bớt mê lầm chấp trước. À, và như vậy tức là mình sẽ thẳng tiến trên cái con đường giác ngộ, thì đó là học Phật đúng đắn. À, học Phật vậy đó thì tức là không có sợ sai lệch. Cho nên có một lần có một cái vị Phật tử cũng ở nước ngoài về, thì ông này ông mới hỏi, ông mới thưa thầy, con cũng học đạo, học Phật pháp cũng mấy chục năm nay, nhưng mà con cũng nghiên cứu nhiều cái đạo pháp, nhưng mà con cũng vẫn còn có cái điều thắc mắc là thấy là chỗ nào thì cũng nói là tốt hết, không? À, nghĩa là cái đạo lý của mình là tốt hết, không? À, nhưng mà con không biết làm sao để biết là cái nào là tốt nhất. À, thì đây thì tôi mới nói rằng thì căn bản thì nếu xét kỹ á, không? Tính cái chỗ mà tộc đạo lý á, thì đạo lý nào cũng vậy. Nếu mà hết còn cái ngã, sạch hết cái ngã, không? Thì biết đó là cái chỗ đúng đắn nhất rồi. Nếu mà còn có cái ngã thì tức là còn chưa nhất rồi. Tức là cái này còn có cái tôi nhất, thì bên kia còn có cái tôi nhất, thì hai cái tôi nhất thì thành hai cái đó còn một. Phải không? Còn hết còn cái ngã thì không còn cái gì để mà đối đãi, thì tức lên mới một. Thì ông á, ông mới là quan hỷ, ông nói là đúng là con nghe một lần này là giải tỏa được cái nghi ngờ mấy chục năm nay. Đó. À, thì đó, ở đây đó là muốn nhắc cho tất cả đó, mình học đạo đó, mà học Phật pháp đó phải hiểu được cái đó. Bởi vì cái không phải thật là ta, thì tại sao mình lại cứ chấp là ta hoài để cho khổ, phải không? Cho nên học đây là để học giải trừ bằng ngã là như vậy đó. Hiểu vậy thì biết là con đường của mình đi là đâu có lệ lạc được. Càng học là càng bớt, mà bớt là bớt chấp, thì đâu có lệ mà đâu có sanh phiền não thêm được. Cho nên câu chuyện như là câu chuyện mà ngày phá tấu đọa mà độ ông thành táo đó, không? Ông thành táo cũng bị chấp ngã, không? Chấp cái bếp là mình, rồi bắt người ta phải cúng kiến, không? Giết con này con kia cúng hoài, thì tức là tội lỗi nó càng chấp trần chồng chất thêm, cho nên là không có siêu thoát được, phải không? À, còn ngày phá đọa ngày đây ngày khai thị, không? Cái này là đất là ngói là gạch thôi, không phải là có tánh linh gì trong đó, còn ông là thần tức là tánh linh, thì tại sao lại chấp độ đó, không? Bắt người ta phải cúng kiến. Rồi thì vậy đồng tỉnh ngộ buông đó thì giải thoát, đơn giản. Cũng như ngày thiền sư Đặng Ấn Phong có lần ngày không biết nhân viên đó ngày thiêu chết ông Tăng, thì ông Tăng này chết là cũng chưa siêu, cho nên là cứ đêm cứ hiện về quấy rối trong chùa hoài. Thì ngày Đặng Ấn Phong ngày mới canh nên đó để ngày mới cảnh tỉnh cho ông Tăng này. Khi ông Tăng về đến để mà gọi là tìm thân đòi thân rồi đó, thì ngài nói ông chết chưa mà ông đòi thân? Thì ông Tăng nói chết rồi mới đi đòi đây. Thì ngài nói ông đã chết rồi thì ai đi đòi? Thì ngay đó ông tỉnh ngộ, từ đó thân buông hết còn hiện về phá đối nữa, phải không? Rõ ràng quý vị thấy phải không? Ông nói là chết rồi, mà ông nói là chết rồi thì còn ai đi đòi nữa, quý vị thấy không? Tức là quý vị nhận cái thân này nè là mình, cho nên là cứ nghĩ thân này mất rồi là coi như mất mình, quên rằng chính mình đâu có mất. Nếu mất thì đâu còn ai biết chết, còn biết đi tìm thì đâu có chết,
phải không? Đó, thì nên đó là cái mê lầm. Cũng như câu chuyện mà ông Quan Công mà đi đòi đầu đó, tức là Quan Công là Quan Vân Trường đó, làm vị tướng không, thì ông giết chém đầu biết bao nhiêu người, nhưng mà khi ông bị thất thế là cũng bị chém đầu chết. Thì do cái phước của ông là cái bậc gọi là trung thần trung dũng không, nghĩa là cái tâm tính nó cũng là gọi là chân chất không, là trung trực không, mà cho nên ông được làm thần, được làm thần cũng cai quản cũng một vùng cũng rộng lớn ha. Nhưng mà ông cứ nghĩ là ông bắt đầu ông bị chém đó không, cho nên là thường thường hay đi đòi đầu. Thì hôm đó thiền sư Phổ Tịnh không đang ngồi thiền cũng nghe cái tiếng con người đi đòi đầu thì ngài mới hỏi không, ông là ai kêu đòi đầu? Em mới nói là ông là Quan Công Trường đó. Thì ngài thiền sư Phổ Tịnh mới nói rằng ông có biết ông đã chém biết bao nhiêu cái đầu rồi hay không, như vậy thì ông mới mất cái đầu à, mà ông còn đòi nữa thì sao? Tức là ông chém bao nhiêu cái đầu rồi mà ông mới mất cái đầu mà ông mới đi đòi. Thì ngay đó là ông cũng tỉnh ngộ, sau đó là ông quy y không, rồi thiền sư Phổ Tịnh mới chỉ cho ông làm hộ pháp, cho nên rồi trong nhà chùa có nơi cũng có thờ ông làm hộ pháp Già Lam đó không. Thì như vậy đó, để chỉ cho những cái mê lầm đó của chúng sanh đó không, cứ nghĩ thân này là mình cho nên mất nó coi như là mất mình không, là mất mình cứ đi tìm không. Mà như vậy thì nếu mà còn biết đi tìm thì đâu có mất rõ ràng như vậy đó. Cho nên nếu quý vị mà hiểu kỹ cái này rồi á không, thì mà luôn để mà nó gọi là nó in sâu ở trong tàng thức của mình đó, để rồi đến lúc mà mất đó thì xác suất nhận định này đó thì nó sẽ không có mê, không có đi lầm, để biết rằng cái thân này mất nhưng mình không có mất, nhớ kỹ vậy đó không. Cho nên có những vị mà ở ngoài thế gian đó nói rằng là thôi chết làm gì làm cho tôi chết chôn thôi chứ đừng thiêu đau lắm, nóng lắm phải không, thiêu nóng lắm. Đó thì quý vị thấy đó là cũng là chắc cái này là mình đó ha, thiêu nó là nóng lắm, nhưng đâu biết là lúc đó là mình đâu còn đây nữa, đi mất rồi còn nóng gì nữa. Cho nên đó là cái điên đảo đó, cái mê lầm ha. Thì hiểu vậy đó thì để mình có sự tỉnh táo sáng suốt ha, nhớ in sâu trong tâm thức vậy đó, thì khi đó nó nhớ nó tỉnh táo gì đó thì sẽ nhẹ nhàng ha. Cho nên hiểu gì đó thì sẽ hiểu được cái tinh thần gọi là học đạo, để mà giải trừ bản ngã, để mà bớt làm chấp về cái ngã. Cho nên trong kinh gọi là Ma Bát Nhã Ba La Mật đó, thì bộ kinh đó có kể câu chuyện là Bồ Tát Thường Đề học Bát Nhã, tức là Bồ Tát Thường Đề đó, ngài tâm rất là gọi là quý kính ha, mà mong cầu học pháp Đại Thừa, nghe có Bồ Tát Tát Đà Ba Lương giảng kinh Bát Nhã Ma Bát Nhã thì ngài rất là hâm mộ ha, phát tâm để đến nghe giảng kinh. Nhưng mà ngài cũng nghèo, cho nên rồi trước khi ngài muốn làm, trước khi mà đến gặp pháp sư và nghe kinh thì cũng muốn có cái gì để cúng dường pháp sư và cúng dường kinh, để bày tỏ cái tấm lòng gọi là của mình. Cho nên ngài mới phát tâm bán thân ha, để mà lấy số tiền để mua đồ cúng dường. Thì trời Đức Thích thấy cái lòng thành của vậy đó mới hiện xuống thành vị Bà La Môn để thử mới nói rằng tôi giờ thì không cần cái gì khác, nhưng mà về nhà có bệnh, có người bệnh mà thầy thuốc bảo là phải
phải dùng cái máu tươi với tủy sống để mà chế thuốc thì mới được. Giờ ông có thể bán tôi vậy đó thì tôi mua, thì ngài cũng sẵn sàng ha. À, sẵn sàng nghĩa là gọi là trích máu rồi chặt xương để mà trẻ cái tủy đó để mà bán ha. À, thì lúc đó thì có cô con gái tiểu thư của nhà trưởng giả ở trên cái lầu cao cũng gần đó, nên nhìn xuống theo dõi câu chuyện đó, cô thấy cảm động ha, cô mới xuống hỏi thăm rồi cô mới thôi cô mới ra tiền để chuộc lại đó, rồi cũng để nghĩa là giúp cho ông cũng mua phẩm vật để cúng dường ha. Rồi cũng nghĩa là cùng ông để đi nghe pháp không. Thì nhân câu chuyện đó cho nên đời sau này có một vị tăng mới đem ra hỏi vị thiền sư, vậy thì Bồ Tát thường đề trích máu chẻ xương để cúng dường và học kinh Bát Nhã. Thì như vậy làm sao mà học Bát Nhã? Trích máu chẻ xương lấy tỷ rồi thì lấy làm sao lấy gì để học Bát Nhã? Thì thiền sư mới đáp, chính đó là học Bát Nhã. Thì quý vị thấy vậy là học Bát Nhã chỗ nào? Tức đó là quên cái ngã, không? Sẵn sàng quên mình, không? Chích máu, chẻ xương không nghĩ tới cái ta này gì hết, không? Thì chính đó là học Bát Nhã đó, đó mới là học Bát Nhã sống đó, không? Là thì bởi vì Bát Nhã là phá chấp ngã, phải không? Còn quên ngã, sẵn sàng quên cái ngã đó, thì đó mới thực sự là học Bát Nhã, phải không? À, học Bát Nhã một cách sống động chứ không phải là học Bát Nhã trên văn tự, phải không? Nào cái gì đấy, không? À, cho nên hiểu cái đó thì mới thấy là tinh thần Bát Nhã và tinh thần học đạo của người xưa, cũng như nhiều khi mình đọc kinh bổn sanh bổn sự rồi không, để nghe Đức Phật khi còn tu Bồ Tát hạnh, ngài hy sinh bố thí cái gì, có khi là bố thí đầu mắt tay chân, phải không? Bố thí con cái, bố thí cả ngôi vua, không? Bố thí cả sinh mạng của mình luôn, không? Thì có những vị mà không hiểu đó thì mới nghĩ bố thí đầu mắt, không? Có khi bố thí của sinh mạng của mình nữa thì vậy thì là sao? Vậy lấy gì học đạo, phải không? À, nhưng mà không biết chính đó là để Đức Phật là ngài tu tập để mà cho tròn đầy ba la mật của mình, chính đó là để mà sạch hết cái tình chấp ngã, không còn dấu vết của cái ngã thì mới thành tựu trọn vẹn vô thượng bồ đề, phải không? Chứ còn nhớ cái ngã thì đâu còn thành tựu được viên mãn, cho nên chính đó là cái tinh thần tu hạnh Bồ Tát của các ngài để mà thành tựu trọn vẹn vô thượng chánh đẳng tánh giác, đó, tức là quên cái ngã, đó, mình phải nắm về cái yếu chỉ đó, thì hiểu vậy đó thì mình thấy được, không? Cái yếu chỉ của Phật dạy cũng như tâm kinh Bát Nhã mà chúng ta đọc hàng ngày đó, thì Bồ Tát Quán Tự Tại khi mà thực hành Bát Nhã Ba La Mật Ba La Đa sâu xa đó thì ngài soi thấy năm uẩn đều không, không? Thì liền vượt qua hết tải mọi khổ ác, đó là phá ngã, không? Tức là cũng trên tinh thần là phá thì chấp ngã thôi, không còn thấy có ta, tức là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, không còn thấy cái thân ngũ uẩn này là thật mình là ta gì hết, thì liền vượt qua hết mọi khổ, đó là cái đã thật. Còn mình mà tụng hàng ngày tại sao không vượt qua khổ ác? Thì đấy, đó là tại vì mình là tụng trên chữ nghĩa, không? Tụng trên chữ nghĩa chứ chưa phải là tụng ở trong tâm, không? Còn đây là ngài thật sự là ngài chiếu kiến, không? Ngài thấy rõ được là thật đó bằng chính trí tuệ của ngài, thực hành bằng chính nghĩa là cái kinh nghiệm mà thực chứng đàng hoàng, thấy rõ đó là không thực sự, chứ không phải là chỉ không ở trên chữ nghĩa.
Cho nên người qua khổ ách là chuyện dĩ nhiên thôi. Bởi vì đâu còn thấy có ta để mà khổ, phải không? À, không thấy có ta thì lấy ai để khổ, phải không? Rõ ràng lắm anh nhé. Cho nên là quý vị hiểu vậy đó thì nghiền ngẫm quán khỉ thì thấy rõ lẽ thật đúng là như vậy thôi. Cho nên mình bớt chấp ngã thì sẽ bớt khổ, còn hết chấp ngã thì hết khổ. Đó là, còn chấp ngã là còn có khổ, mà chấp ngã nặng chừng nào thì khổ nặng chừng đó, vậy thôi, phải không? Đó là lẽ thật hết. Cho nên đó là cái con đường giải thoát khổ đau rõ ràng sáng tỏ. Bởi vậy mà thiền sư Đạo Nguyên ngài có câu nói là học đạo là học tự ngã, mà học tự ngã là buông bỏ tự ngã. Buông bỏ tự ngã là giác ngộ các pháp, mà giác ngộ các pháp là buông bỏ thân tâm của mình và của người, vậy chứ không gì khác. Đó, học đạo căn bản vậy. Học đạo là học tự ngã thôi, giống gì khác. Mình là học thứ này học kia, học thứ nọ, học đủ thứ, không học tìm học đạo, nhưng mà quên rằng học đạo để học tự ngã, để thấu rõ lại chính mình chứ không đâu, phải không? Tức là để thấu rõ được thân tâm chính mình cho rõ ràng để bớt mới làm thôi. Đó học đạo cái gì? Cho nên học đạo là tự ngã, học tự ngã là buông bỏ tự ngã, học để buông bỏ tự ngã, để buông bỏ những cái mới làm của mình đó thôi. Mà buông bỏ tự ngã tức là giác ngộ các pháp chứ cái gì đâu, phải không? Mà giác ngộ các pháp tức là buông bỏ thân tâm của mình và của người. Đó, thì tức là không còn chấp ngã, không gì hết. Đó, vậy thì đã hết khổ. Đó. Cho nên ngài Hoài Hải, tức là ngài Bá Trượng đó, không? Khi mà còn học đạo đó, thì ngài hỏi ngài Mã Tổ, thế nào là chỉ thú của Phật Pháp? Không? Chỉ thú tức là cái ý chỉ đó, ý chỉ mà chân thật của Phật Pháp. Thì ngài Mã Tổ ngài đáp là chính là chỗ ông bỏ thân mạng. Cái chỉ thú của Pháp chính là chỗ ông bỏ thân mạng, tức quên cái ngã thì đó là ông vào được Phật Pháp thôi. Đơn giản, học cái này học cái kia là cũng để đến chỗ đó chứ gì hết, thì đó là cái chỗ yếu chỉ đó. Còn không nắm được cái gì đó mà cứ học cái này kia mà càng học càng thêm cái ngã thì càng xa Phật Pháp, phải không? Cũng như ông Quách Công Phụ là ông quan mà ông cũng có tham thiền học đạo, cũng có thực tu đàng hoàng, thấy không? Cho nên lần đó ông tới thăm ngài Bạch Vân Thủ Đoan, thì ngài Bạch Vân mới gặng hỏi lại ông, hỏi chứ trâu của ông nó có đã thuần chưa? Bởi vì cái trâu nào không? Thì ông đáp là đã thuần rồi. Thì ngài Bạch Vân Thủ Đoan nghe vậy cái ngài liền trợn mắt lên, ngài quát, ngài mắng đủ thứ, thấy không? Nói những lời mà gọi là thật là thô tháo, nhưng mà ông phanh tay ông đứng. Thì ngài Bạch Vân ngài bảo thường rồi, thường rồi. đó giờ đúng thường rồi. Sau đó là ngài mới tặng bài kệ là trâu lại trong núi thì đủ nước đủ cỏ, còn trâu ra khỏi núi thì hút đông hút tây. Trâu mà ở trong núi thì đủ nước đủ cỏ ăn, còn trâu mà ra khỏi núi thì nó sẽ hút đông hút tây đó. Thì mình cũng khéo sao giữ trâu ở trong núi đừng cho anh ra khỏi núi. Nó sẽ hút đông hút tây, tức là sao? Tức là nó sẽ gây đổ máu, phải không? Đó. Cho nên học đạo đó, không? Thì đúng như cái ông Quách Công Phụ này đó, là ông có chỗ gọi là thực tu đàng hoàng đó, chứ không phải là chỉ tham thiền ở trên môi đó, không? Thiền này là mới là chân thật thiền đó, chứ không phải là thiền quán, không? Quý vị biết thiền quán không? Đó, thiền này là thiền chân thật ở trong tâm, chứ không phải thiền quán. Thiền quán tức là cái vị mà Phật tử mà trước là cũng trình bày với thầy đó, tức là có lần với thầy lên thành phố, thì khi Phật tử này mới kể cho nghe là gần đây ở thành phố
có phát triển một cái lối thiền quán cũng rất là đặc biệt, thầy có biết hay không? Thì quý thầy cũng ngạc nhiên thôi, chưa nghe. Thì ông bà Lữ nói rằng tức là họ mỗi ngày đó, học thiền rồi thì sáng sáng ra ngồi quán cà phê để nói thiền thì gọi là thiền quán, tức là thiền ở quán cà phê đó. Thì ở đây thì ông Quách Công Vũ này không phải là thiền quán đó, đúng ở đây là thiền ở trung tâm đàng hoàng. Cho nên khi mà ngài Bạch Vân ngài gàn lại là trâu của ông nó thường chưa đó, thì ông nói là thường. Thì ngài Bạch Vân ngài mới thử nói thường, nhưng mà thử thật sự thường hay không, cho nên ngài mới vỡ mắng. Thì nếu mà những người khác đó, thì tức là tự ái là đổi sắc mặt liền, thì đây là đúng là chưa thường. Còn này ông chỉ phanh tay đứng thôi, thì đúng là nói gì nói, nhưng mà đúng là trâu ông thường. Đó là thật hay là như vậy. Thì đó để thấy rằng tinh thần học đạo là cũng để giải trừ cái bản ngã. Như vậy thì để tóm kết lại cho tất cả hiểu rõ, trên đường học đạo của chúng ta thì cái trở ngại lớn nhất trên đường học đạo đó là cái gì, biết cái gì không? Là cái ngã trong đó. Mọi người thì sợ cái này sợ cái kia, nhưng mà quý thầy nói rõ thẳng là cái trở ngại lớn nhất trên đường học đạo là cái ngã. Phá trừ cái ngã đó là cái khó nhất trên đường tu. Cho nên người ta có thể buông bỏ cái này buông bỏ cái kia, nhưng mà buông bỏ cái ngã tới đó thì nó dội lại. Phải không? Cho nên người thấy không, đi tu thì có thể là buông bỏ cha mẹ, buông bỏ nhà cửa sự nghiệp, buông bỏ nghĩa là danh vọng, phải không? Cái gì có thể buông bỏ hết để sẵn sàng đi tu, phải không? Nhưng mà rồi vô chùa thì sao? Đụng tới ngã chịu nổi. Tức là buông bỏ nó không rồi. Cho nên đó là cái chỗ khó nhất đó. Cho nên gọi là tới đụng tới đó là dội lại. Cho nên nếu mà giải quyết được cái ngã là coi như mọi việc xong, đúng vậy, thông suốt. Hay giải quyết được cái này là mọi việc thông suốt, hết chướng ngại. Cho nên mình đừng có đổ thừa cái này cái kia chướng ngại, không? Mà phải đổ thừa ngay cái ngã đó là chướng ngại. Thì để mà mình giải quyết ngay nó, giải quyết gọi là giải quyết ngay gốc, không? Còn không giải quyết ngay gốc đó thì cứ giải quyết đổ thừa này đổ thừa kia. Thí dụ như ở chùa cứ phiền não hoài, thấy ở đây là cứ sao phiền não hoài, tu không tiến gì hết, không? Rồi cái thì muốn sao đổi chỗ, phải không? Ở đây người này khó, người kia khó, người nào khó, khó quá chịu nổi, không? Đổi chỗ, nhưng qua chỗ khác thì sao? Thì rồi cũng khó hơn nữa. Tức là bởi vì sao? Không phải người này khó, người kia khó, mà tại cái ngã của mình nó có mà không hay, cho nên rồi cứ ôm cái ngã đó là chạy qua cái chỗ khác thì cũng gặp cái ngã này nó trước nữa, rồi chạy qua chỗ khác rồi cũng còn cái ngã nữa. Cho nên giải quyết ngay cái ngã thì liền qua hết, gì thấy không? Cho nên đó là cái mấu chốt. Cho nên thiền sư Bạch Ẩn ngài có lời khai thị, ngài nói rằng đâu là cái cội gốc sanh tử? Đó là cái thời khắc mà vô minh nó xâm chiếm tâm ta qua vô lượng kiếp. Tức là cái vô minh mà nó xâm chiếm cái tâm mình đó, trải qua vô lượng kiếp rồi đó, đó là cội gốc sinh tử đó. Nó tiến hóa qua các tầng trời và địa ngục, qua cõi ngũ trượt ác thế và tịnh độ. Rồi sở dĩ có ba nẻo giữ và sáu đường là vì động lực của cội gốc sinh tử. Tức là cái cội gốc sanh tử là cái thời điểm mà vô minh nó xâm chiếm tâm mình qua vô lượng kiếp đó, rồi từ đó nó mới tiến hóa qua tầng các tầng trời địa ngục, tức là khi sanh lên trời khi xuống địa ngục, rồi hoặc là qua cõi ngũ trượt ác thế, tức là những cõi đời nó quá nghĩa là
xấu xa, đau khổ, hoặc là tới cõi tịnh độ, cho đến các sáu nẻo luân hồi, là thì đó là cái động lực của cõi gốc sinh tử đó. Tuy như thế, nó chỉ là mộng huyễn, vọng tưởng tiên đạo, nhưng nó lại phá cứng đại sự kiến tánh, hữu hiệu hơn cả đội ngũ trăm ngàn quân ma. Quý thầy, tức là nó là mộng huyễn, vọng tưởng tiên đạo thôi, không có thật, nhưng mà nó lại có cái năng lực đó phá kính đại sự kiến tánh của mình, không cho mình thấy tánh, không đó, tức là còn chấp ngã thì đâu có thấy tánh được, nè, gọi là nó còn hữu hiệu hơn cả cái đội ngũ trăm ngàn quân ma, tức là ma phá, nếu mình vô ngã tên lấy gì phá, không, đôi khi nó được gọi là vọng tưởng, là cội gốc sanh tử, có khi lại mang tên là phiền não hoặc là ma chướng, không, đó những cái tên. Nó chỉ là một nhưng mang nhiều tên, nhưng khi xem xét kỹ thì ông sẽ thấy chung quy đó chỉ là một ý niệm cho rằng cái ta là thật. Ví dụ đấy, ngài nói dần dần rồi kết lại chung quy là cũng vì cái tình chấp ngã, tức là có ý niệm cho là cái ta là thật, đó là cái gốc. Vì kiến chấp này mà có cái ngã, rồi có sanh, có tử, có niết bàn, có thiền não, có giác ngộ. Đó là lý do trong kinh có nói tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. À, quý vị thấy không? Đó là nói tóm tắt là cũng không ngoài cái chấp ngã. À, thấy không? Nghĩa là thiền sư Bà Đẳng này chỉ ra cái cội gốc sanh tử thì nó có thể tùy trường hợp mà gọi nó là các thứ tên khác nhau, không? Nhưng tóm tắt lại thì chỉ từ một cái ý niệm cho rằng cái ta là thật, đây là căn bản. Đó là gọi là cái căn bản sâu xa nhất. Từ đó mà nó dẫn chúng ta đi trong sáu nẻo luân hồi, đi khắp các đường đau khổ. Rồi cũng từ đó mà có mê, có ngộ. Cho nên, nhưng mà tuy cứu cánh nó chỉ là vọng chấp, là mộng huyễn, là điên đảo không thật thôi, nhưng mà đã mê trong đó rồi á thì chính nó lại có cái năng lực là nó phá kín cái đại sự kiến tánh của mình, nó chặn đứng con đường giác ngộ của mình, đúng không? Đó. Như vậy thì bao nhiêu cái khổ đau ở trên cõi đời này thì nói tóm tắt lại là từ cái ngã hư dối này mà ra hết cái gì hết. Đó, nó thấy rõ cái chuyện đó. Vậy do đó cho nên người học đạo, hiểu đạo thì phải hết sức gọi là sáng suốt để coi chừng cái ngã phát sinh. Rồi. Tất cả mình là người học đạo chân chính á thì nên nhớ kỹ cái điều này, là hãy ở đâu có cái ngã sinh là ở đó có đau khổ, là ở đó có vô minh sai lầm, tức là ở đó có chướng đạo, thấy không? Đó. Đó. Cho nên đây thì để tóm tắt lại thì xin nhắc cái lời chia sẻ của một thiền sư Thái Lan cận đại, không, ngài cũng nói nó rõ ràng để cho tất cả ý thức để mà luôn nhớ, và ngài nói rằng khi hiểu rõ vô ngã thì gánh nặng của cuộc sống sẽ được bỏ xuống, sẽ an lạc với mọi sự, không còn dính mắc vào tự ngã, vào hạnh phúc thì sẽ có hạnh phúc thật sự. Tức là mình không, tức là hiểu rõ vô ngã thì gánh nặng của cuộc sống sẽ nhẹ, gọi là buông xuống. Còn không còn dính mắc vào tự ngã, vào những cái hạnh phúc, tức là hạnh phúc mà không có mang cái ngã trong đó thì mới có hạnh phúc chân thật. Còn hạnh phúc mà nó còn có mang cái ngã trong đó thì chưa phải hạnh phúc chân thật, nó còn có cái mầm đau khổ trong đó. Nhớ kỹ vậy đó, nghe không? Thì vậy tức là con đường hạnh phúc chân thật nó là như vậy đó, hiểu vậy đó thì mình sẽ biết cách để mình sống cho nó đúng với con đường đạo, nghe không? Ở đây thì quý vị cũng như tất cả chúng ta
là những người còn đang trên đường học đạo, trên đường đi đến giải thoát, thì chắc chắn là chưa ai hết ngã, phải không? Nhưng đây mình học để học đi đúng đường, để mình càng học càng bớt bớt dần, chứ còn nếu như thật sự mà có ai mà hoàn toàn hết ngã rồi thì sao? Thì chắc tôi không còn phải ở đây làm gì, chắc tôi cũng không còn thấy nhau. Vậy thì mong rằng ai muốn có hạnh phúc chân thật thì hãy cẩn thận coi chừng cái ngã. Vậy thì chúc tất cả quý vị học thuộc bài học này. Tất cả đồng hồi hướng. Nguyện